Bạn có tin vào duyên số không? Người phụ nữ này kéo người đàn ông vào trong khách sạn, muốn chơi một trò chơi duyên số. Nếu như chúng ta cùng gặp nhau ở một tầng, vậy đó chính là ý trời, lúc đó chúng ta sẽ bên nhau. Tôi không hiểu, anh không cần hiểu, chỉ cần có niềm tin là được. Tin gì chứ? Duyên phận. Không lâu trước đó, hai người họ nhìn trúng đôi bao tay màu đen, nhưng đôi bao tay này chỉ còn một đôi cuối cùng. Jonathan là một người rất lịch sự và ga lăng, đương nhiên sẽ không để cô gái trước mặt phải chịu lạnh, vì vậy đã nhường đôi bao tay đó cho cô. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Sarah đặc biệt mời anh đến cửa tiệm có tên Duyên Trời Định để ăn bánh ngọt. Trong thời gian bên nhau ngắn ngủi, Jonathan đã hoàn bị em gái này hấp dẫn, cảm thấy đối phương chính là định mệnh của mình. Khi tạm biệt, Jonathan đã lấy hết dũng khí xin số điện thoại cô ấy. Nhưng Sarah lại thấy rằng nếu đối phương là định mệnh của mình, cho dù thế nào, hai người cũng sẽ nhất định gặp lại lần nữa. Tóm lại, đôi khi trong cuộc sống, nếu không có duyên phận vậy bạn không cần ép buộc nó. Thấy mối nhân duyên bị mưa gió cuốn đi, Jonathan đi trong gió lạnh bất giác có phần hụt hẫng. Anh đi mãi thì phát hiện khăn quàng cổ hình như để quên ở quán ăn, mà lúc này Sarah cũng quên đôi bao tay nên cũng quay lại tiệm bánh để lấy. Duyên phận lần nữa lại cho họ gặp nhau. Lần này Sarah cũng không từ chối với Jonathan nữa. Họ lãng mạn đi đến sân trượt băng, trò chuyện về sở thích mỗi người. Sarah không cẩn thận ngã bị thương, Jonathan vội vàng xử lý vết thương cho cô ấy. Khi Sarah phát hiện rằng anh đang chăm chú nhìn vào những đốm tàn nhang trên tay mình, cô có chút tự tin. Anh còn kể cho cô nghe một câu chuyện tình yêu của vì sao. Tàn nhang kết nối với nhau thành những vì sao trên trời. Sự ngưỡng mộ và ái mộ của Jonathan dành cho Sarah đều được thể hiện trong con mắt của kẻ si tình. Điều này khiến trái tim cô có chút loạn nhịp, dù cả hai đều đã có đích đến tình cảm riêng, nhưng vẫn tìm thấy nhau trong màn đêm mờ mịt. Tuy nhiên màn đêm cũng luôn ngắn ngủi, lần nữa lại đến lúc họ tạm biệt. Lần này, Sarah chủ động để lại điện thoại. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe tải lao nhanh qua. Đây là ngoài ý muốn, em có thể viết lại lần nữa không? Không được, đây là một điềm báo, vận mệnh không cho chúng ta tiếp tục. Nếu định mệnh không muốn chúng ta tiếp tục, vậy tại sao tối nay lại gặp nhau? Sarah là một người không thích phát triển mối quan hệ từng bước một, không thích kiểu cô gái truyền thống ấy. Cô bảo Jonathan viết họ tên và số điện thoại lên tờ tiền $5, sau đó chạy qua bên đường, dùng luôn tờ tiền ấy mua một hộp kẹo. Nếu như chúng ta có duyên, tiền sẽ một lần nữa quay về tay tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chủ động liên lạc với anh. Để công bằng, Sarah lấy ra một cuốn sách. Cô nói mình sẽ viết tên và cách thức liên lạc lên sách, sau đó bán cho chợ sách cũ. Nếu như có duyên, Jonathan đi ngang chợ sách cũ sẽ nhìn thấy hai người sẽ lần nữa gặp nhau. Nhưng anh căn bản không tin vào thứ gọi là duyên phận này. Anh chỉ biết rằng nếu gặp được thì phải cố gắng nắm bắt. Thế là Sarah dẫn Jonathan đến một khách sạn. Hai người mỗi người đi một thang máy. Nếu như cùng bước ra ở một tầng thì cũng có nghĩa là hai người họ có duyên phận. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng, Sarah liền ném một chiếc bao tay cho Jonathan, còn nói với anh mình tên là Sarah. Sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại, hai người họ thần giao cách cảm đều ấn tầng 23. Nhưng ai ngờ, Jonathan đi thang máy cùng với một đứa trẻ nghịch ngợm, ấn nút cầu thang lia lịa từ số này qua số khác. Cuối cùng thang máy gặp trục trặc. Cậu bé mèo à, đừng có ấn lung tung nữa. Này, bình tĩnh đi, trẻ con thôi mà. Rừng. Có lẽ số mệnh đã sắp đặt như vậy, để hai người cứ thế bỏ lỡ nhau. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, giờ đây cô gái bên cạnh Jonathan chính là vợ sắp cưới của anh. Hai người đang chuẩn bị cho buổi hôn lễ sắp tới, nhưng anh đối với Sarah từ trước đến giờ chưa bao giờ quên. Lúc đi ngang qua chợ sách cũ, anh đều dừng lại xem có quyển nào có thông tin mà Sarah đã để lại không. Cùng lúc đó bên này, Sarah đã đồng ý nhận lời cầu hôn của bạn trai. Nhưng lúc bạn trai đeo nhẫn vào tay, anh có làm thế nào nhẫn cũng không thể đeo vào tay. Sarah không tránh khỏi trong lòng có chút thất vọng, mà trong lòng Jonathan cũng thấy như vậy. Sắp đến ngày cưới, anh đi làm tóc, thợ cắt tóc nói mình tên là Sarah. Lúc tắt đường, người trên đường hát cũng đều là Sarah. Anh cho rằng tất cả những việc này đang ám chỉ chuyện gì đó, có lẽ là liên quan đến Sarah và mình chăng. Chỉ cần đợi đến một khoảnh khắc nào đó sẽ lại được gặp nhau. Jonathan quyết định chấm dứt tình yêu không hạnh phúc của mình. Anh tìm đến người bạn thân của mình là Paul. Sarah giúp tôi cắt tóc, sau đó còn có người hát bài có tên Sarah nữa, toàn bộ đều nhắc nhở tôi nhớ đến cô ấy. Sau đó hai người đi khắp các tiệm sách cũ trong thành phố, chỉ để tìm cuốn sách cũ mà Sarah đã viết tên và cách thức liên hệ trong đó. Nhưng làm như vậy không khác gì mò kim đáy biển. Jonathan ủ rũ, chán nản quay về nhà. Bất ngờ anh tìm thấy được hóa đơn trong chiếc bao tay năm đó. Anh lập tức chạy như bay đến cửa hàng ấy. Sau đó Jonathan tìm thấy địa chỉ của Sarah dưới sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng. Sarah, người đang ở xa hàng nghìn dặm với anh, cũng không thể quên được kỷ niệm với Jonathan, cũng luôn điên cuồng tìm kiếm tờ tiền $5, hy vọng có thể tìm được tờ tiền năm đó. Vị hôn phu dành cả ngày để say mê với những lời nhạc cụ phương Đông huyền bí, đối với cô cũng không còn sự quan tâm như trước. Sarah quyết định trước khi kết hôn sẽ tìm kiếm thêm lần cuối cho định mệnh mù mịt kia. Trước khi lên máy bay bay đến New York với người bạn thân nhất của mình, hai người họ đến một sân golf FL. Sarah chạm phải một cục kẹo xinh gôm tên ghế. Đây chính là của Jonathan để lại. Lúc này anh cũng tìm được địa chỉ nơi ở đầu tiên của Sarah. Từ miệng của chủ nhà anh biết được Sarah đã chuyển đến gần tiệm bánh Duyên Trời đó. Sarah đang của trong tiệm bánh ngọt ấy. Cô bạn thân nhấn mạnh,
trong cuộc sống hiện thực căn bản không có cái gọi là duyên trời định. Trước lúc rời đi, cô bạn thân thuận tay cầm số tiền lẻ trên bàn. Đó chính là tờ tiền ghi thông tin liên lạc của Jonathan. Sau đó hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Nhưng lúc này Jonathan lại vừa kịp đến nơi. Căn nhà cho thuê bên cạnh tiệm bánh ngọt cũng đã sớm đóng cửa từ lâu. Thay vào đó là tiệm thuê váy cưới. Cứ như vậy hai người lại vụt qua nhau. Jonathan muốn bỏ cuộc rồi. Nếu như không tiếp tục tìm kiếm, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy Sarah nữa. Có lẽ mình căn bản không nên tìm cô ấy. Mọi thứ đã kết thúc rồi, giờ là lúc quay về với vợ sắp cưới. Chính là kết hôn với cô ấy. Anh đã chấp nhận sự thật và trước khi kết hôn vợ sắp cưới tặng anh một món quà. Bởi cô từng thấy John đứng ở quầy sách cũ tìm sách, nhưng trước giờ lại chưa từng mua cuốn nào. Nhìn cuốn sách này không biết đã được đọc qua bao nhiêu lần. Vừa mở cuốn sách ra xem, đây chẳng phải là quyển sách mà năm đó Sarah để lại số liên lạc hay sao? Đêm trước đám cưới, Jonathan liền ngồi máy bay tìm đến thành phố của Sarah. Đến nhà Sarah, nhìn thấy cảnh hai người đang yêu đương, anh không biết đó là em gái của Sarah. Jonathan đau lòng, thất vọng tràn trề. Thế giới của anh và Sarah luôn đối lập nhau và sẽ không bao giờ giao nhau. Lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào Sarah lại đi đến sân trượt băng lúc trước, một nơi quen thuộc để hẹn hò và ngắm các vì sao, nhưng lại không thể gặp người năm ấy. Hai đường thẳng song song trong cùng thời gian và không gian, nhưng lại khó có thể lần nữa gặp nhau. Sarah đã sẵn sàng chấp nhận hiện thực, cũng đã sẵn sàng trở lại hoàn thành lễ cưới. Trước lúc bay cô định mua một tai nghe, nhưng lại phát hiện mình cầm nhầm ví tiền của bạn thân. Lúc cô tiếp viên tìm tiền lẻ, Sarah phát hiện đằng sau tờ tiền SIS một dãy số. Cô vội vã cầm theo túi sách xuống máy bay, trực tiếp chạy đến nhà Jonathan. Nhưng hàng xóm nói rằng hôm nay là ngày cưới của anh. Sarah lại phi như bay đến khách sạn, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm một bước. Lễ cưới đã kết thúc. Vào lúc cô đang cảm thấy tuyệt vọng, thì nhân viên nói với cô hôn lễ bị hủy chứ không phải kết thúc, khiến Sarah không kìm nén được cảm xúc. Lúc này Jonathan vô tình đi đến sân trượt băng ngày xưa, nhớ lại ký ức giờ đây trở thành rào cản không thể vượt qua trong cuộc đời nhau. Sarah mặc một chiếc áo mỏng dính nên cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng áo khoác bị cô để quên ở sân trượt băng rồi. Jonathan như có một thứ gì đó đang chỉ dẫn anh đến ngồi bên cái ghế dài ở sân trượt băng. Vô tình nhìn thấy áo khoác của Sarah, anh cầm áo đi đến sân trượt băng. Lúc này bầu trời bắt đầu có tuyết, khung cảnh giống như lần đầu gặp Sarah. Anh nằm xuống đất nhớ lại kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau. Tuyết rơi dày đặc trên trời, bỗng có một chiếc bao tay từ trên trời rơi xuống. Sau vô số lần bỏ lỡ nhau, hạnh phúc luôn đến một cách đầy bất ngờ. Tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Ví dụ hai người lần đầu tiên gặp nhau đã bên cạnh nhau, dù tâm hồn có thú vị đến đâu thì cũng sẽ không thể trân trọng nhau được. Những thứ dễ dàng có được cũng sẽ giống như tờ giấy bay trong gió, không chịu được mưa cũng không chịu được nắng. Vậy một tình yêu như vậy liệu có thể bên cạnh nhau lâu dài được hay không? Ngoại trừ cơ hội mà ông trời đã tạo cho chúng ta, còn đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Nếu chỉ đứng im mà không theo đuổi, vậy tình yêu của chính mình sẽ như làn gió, sẽ biến mất không dấu vết. Tôi chỉ muốn nói là tình yêu là một loại tín ngưỡng mà chúng ta không thể để tín ngưỡng sụp đổ được. Tin vào tình yêu chính là tin vào một cuộc sống tốt đẹp.